Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 2 trong sách giáo khoa sinh học 8 trang 112, đề bài như sau. Em hãy trình bày mối liên hệ về chức năng của các hệ cơ quan đã học. Vậy để trả lời được câu hỏi này, các em hãy xem lại phần lý thuyết về chức năng của hệ vận động, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp và hệ tiêu hóa. Sau đây cô và các em sẽ cùng đi luôn vào lời giải chi tiết. Như các em đã biết thì cơ thể là một khối thống nhất, và sự hoạt động của các cơ quan và của các hệ cơ quan đều luôn luôn có mối liên hệ với nhau. Cụ thể, hệ vận động tạo ra bộ khung cho toàn bộ cơ thể, là nơi bám của hệ cơ và là giá đỡ cho các hệ cơ quan khác, đồng thời giúp cơ thể hoạt động. Hệ tuần hoàn dẫn máu đến tất cả các hệ cơ quan, giúp cơ thể trao đổi chất và giúp các hệ cơ quan liên kết với nhau. Hệ hô hấp lấy khí oxy từ môi trường cung cấp cho các hệ cơ quan và thải bỏ khí carbonic ra bên ngoài thông qua hệ tuần hoàn. Hệ tiêu hóa có chức năng lấy thức ăn từ môi trường bên ngoài và biến đổi chúng thành các chất dinh dưỡng để cung cấp cho tất cả các hệ cơ quan thông qua hệ tuần hoàn. Và hệ bài tiết giúp thải bỏ các chất cặn bã, các chất thừa trong quá trình trao đổi chất của tất cả các hệ cơ quan ra môi trường bên ngoài thông qua hệ tuần hoàn. Cô có thể đưa ra một ví dụ, đó là khi chạy thì hệ vận động làm việc với cường độ lớn, lúc đó thì các hệ cơ quan khác cũng tăng cường hoạt động như là tim đập nhanh và mạnh hơn, mạch máu giãn, thở nhanh và sâu hơn, mồ hôi tiết ra nhiều hơn, vân vân. Điều đó chứng tỏ rằng các hệ cơ quan trong cơ thể có sự phối hợp hoạt động với nhau. Các cơ quan trong cơ thể có một sự phối hợp hoạt động nhịp nhàng, đảm bảo tính thống nhất của cơ thể. Như vậy, cô và các em đã trả lời xong câu hỏi số 2 trong sách giáo khoa sinh học 8 trang 112.